Đến hơn 23 giờ khuya ngày 23 tháng 4, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, di dời chiếc ô tô lật ngửa trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, một chiếc ô tô di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng từ quận 12 đi cầu vượt Linh Xuân. Khi xe gần đến cầu vượt Linh Xuân thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An, thì tông vào cột biển báo giao thông đặt ở đầu giải phân cách giữa hai làn đường. Chiếc ô tô văng xa một đoạn và chạm vào xe tải đang chạy cùng chiều. Sau đó, ô tô lật ngửa giữa đường. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An đã có mặt xử lý hiện trường, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, cột biển báo giao thông bị gãy đổ, đoạn giải phân cách cũng bị tông ngã. Tài xế ô tô bị thương nhẹ, tài xế xe tải và phụ xe may mắn cũng không bị thương. Vụ việc khiến cho giao thông qua khu vực di chuyển khó khăn.